Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, 20 tháng 4 năm 2022. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, thời tiết trong toàn tỉnh là nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Và trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía Tây Nam, lũy áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với rìa xa phía Đông Nam, vùng áp thấp phía Tây. Do vậy, thời tiết trong các khu vực sẽ có khả năng như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Trời nhiều mây tại khu vực này, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, không có mưa đêm, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao hơn những ngày trước, dao động từ 13 đến 26 độ, đoạn trung bình từ 80 đến 85%. Tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Khu vực này đêm mai không mưa, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 30 độ, đoạn trung bình từ 78 đến 83%. Và tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nền nhiệt ở khu vực này dao động từ 18 đến 30 độ, đoạn trung bình từ 80 đến 85%. Ban ngày trời nắng nhiều mây, những cơn mưa rào kèm dông có thể sẽ xuất hiện vào chiều nay, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Nhiệt độ khá cao tại khu vực này, dao động từ 22 đến 35 độ, đoạn trung bình từ 80 đến 85%. Thời tiết nắng gián đoạn vào ban ngày, ngày mai trời nhiều mây tại khu vực này. Cũng tương tự các khu vực khác tại đây cũng có khả năng cao, sẽ xuất hiện mưa rào kèm dông vào chiều nay. Quý vị và các bạn thân mến, sầu riêng là loại trái cây quen thuộc tại tỉnh Lâm Đồng. Và những năm gần đây, thu nhập từ cây ăn trái này khá tốt, tùy theo năng suất và chất lượng ăn trái ở mỗi nông hộ. Bởi vậy mà ngày càng có nhiều nhà nông đưa sầu riêng vào cơ cấu sản xuất của gia đình mình, với hai hình thức canh tác chủ lực là trồng thuần hoặc trồng sen trong vườn cà phê. Cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Còn bây giờ, như thường lệ, sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.